Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với con game Kawin anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ lại vào chơi những kiếm tiền cho con game Kawin này. Và vẫn nằm trong chuyện series, đó là hướng dẫn cho anh em về cái mẹo ăn non ở trong cái con game Kawin. Ok chưa ạ? Đấy, thì đối với cái mẹo ăn non ở trong cái con game Kawin này thì chúng ta sẽ không thể thiếu được cái trò quay thú rồi. Hôm qua mình đã hướng dẫn cho anh em về quay xe với lại quay gì ạ? Chơi đoạt bom lì xì đúng không? Thì đối với trò quay thú được tương tự như thế nhá. Đối với trò quay thú tương tự như thế. Đấy thì mẹo quay thú thì mình sẽ đánh như nào. Đây thì mình sẽ đánh một ván là mẫu trước nhá. Đánh ván là mẫu trước. Ván này thắng để xem nó về cái gì nào. Về x2, x8 và x6 thì cái tỷ lệ thắng nó sẽ khác nhau nhá. Trường hợp này chỉ thua khi mà anh em nó về con x2 thôi. Ok, nó về là con gấu đúng không ạ? À xin lỗi, anh em là con khỉ chứ. Thì nó về con khỉ tức là một con thú thì mình sẽ thắng được là 58k nhá. Tổng đặt của mình là 730k và mình thắng được 58k. Đấy, tức là gì? Tức là chúng ta đang có cái, nếu là về một con thú, về bên thú sẽ thắng được 58k. Thì cách đặt như sau, đó là chúng ta sẽ đặt cho mình đó là hai con x8 và một con x6 ở đây. Tương tự như thế, hai con x8 và một con x6 ở đây. Đúng chưa? Thì nếu như anh em đặt bên hai con x8 và con x6 ở bên chim thì anh em sẽ đặt cho mình ô x2 ở bên thú. Và tương tự như vậy, nếu mà ô x8 hay x6 ở bên thú thì anh em sẽ đặt ô x2 ở bên chim cho mình. Đấy, anh em hiểu chưa? Đơn giản như vậy thôi. Và cái tỷ lệ đặt là như nào? Anh em vốn nhỏ thì anh em đặt nhỏ, anh em vốn lớn thì anh em có thể đặt lớn hơn. Đấy, thì vốn lớn thì chắc chắn anh em thắng nhiều hơn rồi, bởi vì anh em đặt lớn hơn mà, đúng không? Thì cái tỷ lệ là bao nhiêu? Cái tỷ lệ là con x8 và con x6, à, con 2 con x8 là 1, con x6 sẽ là 1,3, gấp 1,3 lần con x8. Và con x4 thì sẽ gấp 4 lần cái con x8 nhá. Chúng ta sẽ lấy con x8 làm chuẩn. Ok chưa? Chúng ta sẽ lấy con x8 làm chuẩn. Thì nếu như con x8 chúng ta đặt 1, 2 con x8 chúng ta đặt con x8 nào, 2 con x8 chúng ta đặt 1 thì con x6 sẽ phải gấp 1,3 lần con x8. Và tương tự như thế, con x2 sẽ phải gấp 4 lần con x8. Thì anh em đặt theo tỷ lệ này. Nếu như cái trường hợp mà anh em đặt 3 chim và 1 thú thì nó về 4 con thú này anh em thắng. Về 3 con chim x8 và x6 anh em thắng. Chỉ có trường hợp nó là về con x12 thì thua thôi. Nhưng mà anh em biết đấy, cái tỷ lệ mà về con x12 hầu như là gì? Nó rất là thấp. Đúng không ạ? Nó cực kỳ thấp luôn anh em ạ. Đấy, nó cực kỳ thấp luôn. Anh em hiểu không? Chính vì vậy là gì? Chính vì vậy là chúng ta hoàn toàn có thể là tự tin. Đấy, tự tin đặt theo cái mẹo của mình. Đấy, thì mình sẽ tiếp tục nha. Ván này thì mình sẽ đổi mẫu đi. Đấy. Thì là con x8 làm chuẩn là 100k. Thì là con x6 mình sẽ phải đặt là một gấp 1,3 lần, tức là 130k. Và tương tự như thế là với con x2 thì sẽ phải gấp 4 lần, tức là 1 x 4 là 4, đúng không ạ? Thì trường hợp này nếu mà về con x12 là con sư tử thì mình thua. Đấy. Và nếu mà về con cá mập thì mình cũng thua thôi. Nói chung là như vậy. Đây thì là mình được 779k, 730 trừ 779 trừ 730 là 30, 49 nha, 49 luôn. Đây mình sẽ tiếp tục thêm một lần nữa. Và nói chung á, là theo cái mẹo này thì anh em chỉ cần quay 3 ván thôi. Chỉ sẽ là quay 3 ván thôi. Quay nhiều nó không hiệu quả đâu anh em ạ. Lát nữa mình sẽ giải thích nha. Tại sao quay nhiều lại không hiệu quả. Ok, nói về cái con x6 thì cái tiền nhận nó sẽ khác nhau nhá. 730 thì nhận được bao nhiêu, 700 bao nhiêu đây? 760, tức là mình lãi được 30k. Ok chưa, mình lãi được 30k. Thì anh em thấy đấy, là mình lãi từ 1.010.000 thì bây giờ mình lên được 1.147.000. Rất là zin đét đúng không? Rất là zin đét luôn. Thì đối với cái mẹo quay thú này, anh em chỉ nên quay 3 ván với mình thôi. Chỉ nên quay 3 ván. Hoặc nếu anh em vốn lớn thì có thể quay 2 ván hoặc thậm chí là 1 ván để mà chuẩn luôn được. Chả sao cả. Miễn sao chúng ta thắng là được, đúng không? Bởi vì cái mẹo ăn non chúng ta hiểu rõ là gì? Đó là chúng ta sử dụng một cái số vốn lớn và chúng ta sẽ thắng một cái số tiền nó nhỏ, đúng không? Đặt cược lớn nhưng mà chúng ta chỉ thắng một số tiền nhỏ thôi. Đấy. Bởi vì sao? Cái mẹo này nó lên đến 98% cái tỷ lệ chiến thắng của ta, không phải là 50-50 nhá. Không phải là 50-50, cũng không phải là 90-95% mà là 98% chúng ta sẽ giành chiến thắng. Các bạn, 98%, xin nhắc lại một lần nữa. Đấy. Thì đối với cái mẹo này thì nếu mà anh em quay nhiều thì chắc chắn là anh em sẽ bị soi, bởi vì thứ nhất tỷ lệ chiến thắng cao, cái thứ hai là cái mẹo ăn non bây giờ thì nhiều người biết rồi, đâm ra là game nó sẽ dễ soi hơn. Đấy, dễ soi hơn. Còn ngày trước thì ít người ta biết về mẹo ăn non thì nó cũng khó soi lắm anh em ạ. Đấy, nó cũng khó soi lắm nhá. Đấy. Thắng được 137k thì rút thôi anh em, như gì nữa đúng không? Thắng được 137k thì rút thôi. Đấy, vẫn còn nguyên 100 còn dư được 500 đồng thôi, không tính nữa.
Đấy, kiểu như vậy các bạn. Đây là cái phương pháp và cái mẹo ăn non ở trong cái con game quay thú nhá. Thế thì mỗi ngày anh em chỉ nên quay một lần và 2 đến 3 ván. Nếu như vốn lớn thì anh em quay 2 ván, vốn nhỏ nhỏ tôi khoảng 1 mờ nhưng mình em quay 3 ván được, kiếm 100k mỗi ngày rồi. 130 mỗi ngày là quá là tuyệt vời rồi. Đúng không anh em? Thì ok, mình sẽ dừng clip ở đây và hẹn anh em trong những clip tiếp theo nha.